Sáng 29 tháng 6 năm 2023, tại điểm thi trường trung học cơ sở Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là chiếc xe nổi bật nhất, không chỉ vì hình dáng chiếc xe mà còn từ hai người ngồi trên đó. Đó là ông Nguyễn Hữu Trung, 60 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm và con trai Nguyễn Hữu Chính, 20 tuổi, học sinh trường trung học phổ thông Thủy Phương. Cả hai đến điểm thi bằng chiếc xe ba bánh cho người khuyết tật vì cùng mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Ngay sau khi xuống xe, Chính được các tình nguyện viên cõng lên phòng thi. Bên ngoài, ông Trung chọn chỗ để xe, ngồi đợi con và liên tục dõi mắt về phía cổng trường. Đến gần hết giờ thi, ông lại tất tả đánh xe ra gần cổng trường để chuẩn bị đón con đi thi về. Đây là chiếc xe mà cách đây hơn một năm, vợ chồng ông gom góp và vay mượn mãi mới mua được để đưa Chính đến trường. Chiếc xe ba bánh chạy bằng điện giá 18 triệu đồng. Trước đó, con trai ông đi học bằng xe lắc tay. Ông Trung cho biết mình bị mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Căn bệnh thường xuyên bị gãy xương khiến cơ thể chịu nhiều đau đớn. Năm gần 40 tuổi, ông có duyên vợ chồng và có con trai. Tuy nhiên, vợ chồng ông đã sốc nặng khi con trai cũng mắc chứng bệnh xương thủy tinh bẩm sinh như ông. Từ nhỏ đến lớn, Chính cũng đã bị gãy xương hơn 50 lần và thường xuyên phải bó bột, chịu nhiều đau đớn. Nhưng Chính vẫn luôn nỗ lực học tập và vượt qua mọi khó khăn. Chị đẻ ra rồi, bé nó bị gãy xương từ lúc nó mới đẻ ấy. Thì đi viện thì bắt đầu 3 tháng đầu đi viện rồi. Đấy, cho đến bây giờ lớn thì cũng phải đi. Năm 17, 18 tuổi cũng phải đi. Một mình cô đi chợ ngày nuôi em hay nuôi chú vào ngày đấy. Nỗ lực rồi, phấn đấu đến mức khả năng của mình. Chú không, mình không dám đi mẹ ăn. Vì mỗi người mà sinh ra được một hoàn cảnh coi như khác nhau, nên mình chỉ có đây phấn đấu là nỗ lực. Dù mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, phải chịu nhiều đau đớn, nhưng Chính vẫn luôn cố gắng vươn lên. Em có học lực trung bình khá và thích nhất tin học. Biết được đam mê của em, cô giáo đã tặng một bộ máy tính để em học tập và theo đuổi ước mơ. Đề hôm nay tương đối là vừa phải. Đề hôm nay là đề sử thì em thấy khá bất ngờ bởi vì đề sử tết. Còn đâu mấy môn khác thì là em thấy bình thường. Em thì muốn vào mỏ, tại vì là đại học mỏ thì tương đối gần nhà, sẽ di chuyển đối với em. Và em sẽ vào cái ngành điện tin học cũng liên quan đến máy tính, phù hợp cho bản thân em. Và sở thích của em cũng là học điện. Em thì chỉ cũng tin, nhưng mà em thiên về hướng là điện, tin điện. Là về ví dụ như kiểu là thằng ái các môn người bệnh thì vẫn điện gì? Đấy, cái kiểu đấy điện. Nhưng mà điện làm trên máy tính ấy.